Vợ Hồ Tấn Tài lần đầu xuất hiện ăn mừng chức vô địch, nhan sắc ngoài đời có như ảnh tự đăng. Hậu vệ Hồ Tấn Tài nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Sau khi câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức vô địch V-League, gia đình của Tấn Tài đã xuống sân để ăn mừng cùng anh. Đây cũng là lần đầu tiên vợ của Hồ Tấn Tài xuất hiện trên sân từ khi anh đầu quân cho đội bóng Tân binh V-League. Vợ của Hồ Tấn Tài tên Phạm Thị Hiếu, sinh năm 1995, cùng quê Bình Định với Tấn Tài. Hiện tại, cô làm chủ một cơ sở làm đẹp tại đất võ. Phạm Hiếu và Tấn Tài hẹn hò từ năm 2019, hai người tình cờ gặp nhau tại một quán ăn và được một người bạn chung giới thiệu.